Hôm nay Phi Phi mời quý cô chú bác cùng dõi theo với Phi Phi vào thành phố Vancouver của Canada, và chúng ta đang đi vào Chinatown, tức là thành phố của những người Trung Quốc. Ở thành phố của người Trung Quốc, chúng ta thường thấy màu đỏ vì màu đỏ tượng trưng cho cái sự may mắn. Bây giờ chúng ta tiến qua bên đường, trước mặt chúng ta thấy khối lượng rác khổng lồ. Đặc biệt là khối lượng rác này nằm ngay trung tâm thành phố. Nơi mà xe cộ vẫn qua lại bình thường. Mọi người vẫn đi qua đi lại, tấp nập cho công việc của mình. Và xe bus nữa các bạn. Hai bên là những tòa nhà cao tầng. Và phía dưới là những cái business của họ vẫn đang mở cửa. Lòng lề đường thì dành cho người đi bộ, nhưng người homeless đã chiếm dọc theo con đường đi bộ này để họ sinh sống. Ở Việt Nam thì gọi là chiếm đóng lòng lề đường. Còn ở Canada này thì không biết là có dùng cái từ này không. Vì ở bên nước ngoài, lòng lề đường là chỉ dành cho người đi bộ, không để bất cứ một vật gì làm cản trở người đi bộ. Nhưng ở ngay thành phố Vancouver này, trong khu Chinatown, thì người homeless ở rất là nhiều. Hai bên là những tòa nhà cao tầng. Chúng ta nhìn thấy đó cũng rất là sang trọng. Cây cối mát mẻ, và xa xa bên đường cũng có rất nhiều người ở. Chúng ta thấy những cái chòi của họ. Họ sinh hoạt như đây là nhà của họ. Họ đem đồ ra họ sửa chữa. Và những người đi làm, họ đi qua đi lại bình thường và tránh né nhau. Chúng ta thấy đó, một cái khu phố rất là lớn, không phải là nơi vắng vẻ đó mà. Dường như là họ chiếm gần hết cái lề đường rồi. Người dân ở đây có lẽ là đã quen với sự hiện diện của họ dọc theo hai bên đường. Mình không nhìn thấy sự khó chịu của họ. Ở riết rồi cái gì cũng quen đúng không quý vị? Gọi là sáu cũ, nơi này đang tụ tập đông người. Liệu họ có tranh giành cái chỗ ở rồi lắm hay không?
gắn nhau lại gây thêm cái sự phức tạp cho thành phố nữa. Đây là hình ảnh mà mình xem được năm 2023 khi mà kinh tế xuống, rất nhiều người trên thế giới bị sa thải, mất việc và rơi vào tình trạng homeless rất nhiều. Nhìn cảnh như thế này thấy thật là buồn, đúng không các bạn? Nhưng những người homeless vì lý do kinh tế, họ bị mất việc, họ không đủ tiền để trả tiền nhà nên họ phải đi ra đường ở trong cảnh màn trời chiếu đất. Thì những hoàn cảnh đó dễ quay trở lại đời sống bình thường khi họ có cơ hội về công ăn việc làm. Còn những người này, đa số họ đều là nghiện ngập hút chích. Thì sự quay trở lại một đời sống bình thường như trước kia của họ thật là khó khăn. Vì họ không thể nào mà sống thiếu với những cái chất gây nghiện của họ. Mà nếu họ vẫn còn sử dụng những chất ma túy này thì không ai mà thuê mướn họ. Vì khi mà họ đã sử dụng những chất kích thích này, chất gây nghiện này, thì cái liều dùng của họ ngày càng càng tăng cao, thì ảnh hưởng đến tinh thần, thể chất của họ sa sút trầm trọng. Thì đâu có công ty hay business nào thuê mướn họ nữa đâu. Vì vậy, một khi đã rơi vào tình trạng nghiện ngập thì cơ hội quay trở lại đời sống như trước kia sẽ rất là khó khăn đối với họ. Vì vậy, khi chúng ta còn đang có cơ hội về làm việc, có nhiều tiền và nên chọn bạn để mà chơi. Bởi vì đa số những người hằng nghiện ngập là từ những lần đầu tiên những người bạn của họ giới thiệu những cái chất gây nghiện này đến với họ. Thử một lần, thế là vương mang cả đời. Hãy dạy con em, kiểm soát con em mình, những người bạn có đáng để chơi hay không. Nếu chẳng may trong gia đình của chúng ta có một đứa con, một đứa cháu mà bị nghiện ngập như thế này thì thật là đáng buồn và đáng tiếc, phải không? Người đàn ông này kéo cái vali phải lắp thật là nhiều mới qua được đoạn đường này. Họ ở chật kín cả lối đi. Chỗ này thật đông người, họ đang xếp hàng, có lẽ để họ nhận những thực phẩm mà người làm từ thiện họ thường hay phát thực phẩm cho những người vô gia cư. Nhìn cái tình hình homeless ở Chinatown của Vancouver, Canada thật là khó để city có thể làm sạch
những cái con phố này. Giờ đây chúng ta chỉ có một điều ước mà thôi, là tình trạng homeless giảm dần và chấm hết. Đặc biệt là những người còn đang tỉnh táo, hãy rời xa những chất gây nghiện và đừng thử nó, bởi vì thử một lần là nghiện cả đời, quay đầu không có phải dễ nữa các bạn ơi. Cố gắng lên nhé, hãy nghị lực lên nhé các bạn trẻ. Chào tạm biệt.